chào quý vị và các bạn. Kể từ năm 2009 đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người xứ Nghệ lại có thêm một nét đẹp đầu xuân, đó là đón các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến chia sẻ, tìm hiểu cơ hội đầu tư như những vị khách đến sông nhà mang lại may mắn cho gia chủ. Và Tết năm nay cũng vậy, vào dịp rằm tháng giêng, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Giáp Ngọ sẽ được tổ chức tại thành phố Đỏ Anh Hùng. Để tìm hiểu rõ hơn về hiệu quả và sức lan tỏa của năm hội nghị trước đây cũng như mục tiêu định hướng của hội nghị năm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời đặc biệt của chương trình Ngày Xuân Nói Chuyện Đầu Tư. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Xin chào ông ạ. Dạ, xin cảm ơn. Và nhân dịp đầu năm mới, xin trân trọng gửi tới toàn thể đồng bào và chiến sĩ của tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho một năm mới nhiều thắng lợi mới. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Và trước khi trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi một số hình ảnh nổi bật của năm hội nghị xúc tiến đầu tư và gặp mặt đầu xuân trước đây. Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Sửu 2009 được xem là mốc đánh dấu bước đột phá trong xúc tiến đầu tư vào Nghệ An. Chưa bao giờ trên mảnh đất quê bác lại hội tụ nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh như vậy. So với dự kiến ban đầu, số đại biểu đã vượt hơn 100 người, lên con số hơn 400 đại biểu. Trong đó có 16 tập đoàn, tổng công ty lớn có tiềm lực về tài chính và công nghệ như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Xi măng, Việt Nam Airlines, Tổng công ty Lilama. Hội nghị vinh dự được đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tới dự và chỉ đạo. 29 thỏa thuận đã được ký kết, trong đó có 23 dự án đầu tư với tổng vốn cam kết lớn nhất từ trước tới nay, hơn 21.000 tỷ đồng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và 4 dự án hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số vốn trên 70 tỷ đồng. Tiếp nối thành công đó, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Canh Dần 2010 được tổ chức với quy mô gọn hơn so với năm 2009, nhưng đã thu hút trên 220 đại biểu đến từ các ban ngành trung ương và địa phương và trên 100 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp và đại diện các cơ quan tổ chức. Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết của 6 doanh nghiệp đăng ký 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 6.500 tỷ đồng. Cuộc gặp mặt các nhà đầu tư xuân Tân Mão 2011 là năm thứ 3 tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và sự tham gia của hơn 150 tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Riêng tại hội nghị lần này, Phó Thủ tướng đã nhắc nhở các nhà đầu tư, thay vì đầu tư về số lượng, các doanh nghiệp nhà đầu tư phải chú ý về chất lượng, kết hợp giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu trong mỗi dự án. Thành công của hội nghị được đánh dấu bằng 10 thỏa thuận đầu tư với 9.636 tỷ đồng được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV hỗ trợ cam kết xây dựng chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1 với số vốn 15 tỷ đồng cho huyện Nam Đàn, hỗ trợ 500 triệu đồng về lĩnh vực giáo dục cho xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Ngoài ra, BIDV còn cam kết cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với số vốn 3.085 tỷ đồng. Ngay sau Tết Nguyên đán 2012, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Nhâm Thìn đã được tổ chức trong không khí nhộn nhịp, tươi mới của mùa xuân. Với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và đại diện một số bộ ngành, hội nghị tiếp tục thu hút được hơn 400 doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham dự. Tại hội nghị lần thứ tư lần này, đã có nhiều thỏa thuận được ký kết, trong đó có thỏa thuận với công ty trách nhiệm hữu hạn Royal Foods Thái Lan thực hiện các dự án đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam với tổng mức đầu tư 840 tỷ đồng, trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án với tổng mức đầu tư trên 825 tỷ đồng. Thỏa thuận hỗ trợ an sinh xã hội của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 1 tỷ 500 triệu đồng. Thỏa thuận tài trợ của BIDV để cải tạo nâng cấp quảng trường Hồ Chí Minh với mức tài trợ 10 tỷ đồng. BIDV cũng ký thỏa thuận nguyên tắc tài trợ vốn tín dụng để thực hiện dự án tại Nghệ An cho Tổng công ty Công trình Giao thông 4 và dự án thủy điện Nậm Nơn, Nậm Mô do Công ty Cổ phần Thủy điện Bản Vẽ làm chủ đầu tư. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư của năm 2013 chính là hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Quý Tỵ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức vào cuối tháng 2
khi tiết trời và lòng người đang rộn ràng xuân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương. Hội nghị đã thu hút gần 600 đại biểu là các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Kết quả ngay tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký kết thỏa thuận đầu tư 6 dự án với tổng giá trị là 5.920 tỷ đồng, trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn Duan Food Thái Lan. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã ký kết thỏa thuận cung cấp tín dụng cho 3 nhà đầu tư. Ngoài ra, một số biên bản ghi nhớ giữa các nhà đầu tư và các đối tác cũng đã được ký kết tại hội nghị. Thưa Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước ạ, năm nay là năm thứ 6 chúng ta tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân mới. Vậy thì nhìn lại năm hội nghị trước đây thì ông đánh giá là hiệu quả của những hội nghị này như thế nào đối với việc thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An chúng ta ạ? Hàng năm như vậy thì chúng ta tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư. Và năm nay là năm thứ 6 sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Nghệ An với sự giúp đỡ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đây là cuộc hội ngộ của các nhà đầu tư đầu năm, và đồng thời qua hội nghị này thì lãnh đạo tỉnh sẽ truyền đạt các cơ chế chính sách, các điều kiện và môi trường về đầu tư cũng như các danh mục đầu tư trong năm. Và tại hội nghị thì các nhà đầu tư sẽ tìm hiểu những dự án phù hợp với năng lực của mình và ký kết các ghi nhớ để triển khai trong năm. Và hiệu quả của nó mang lại là đã tạo ra nền tảng hết sức to lớn, tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Chẳng hạn như các dự án lớn cũng xuất phát từ các hội nghị đầu tư này bây giờ đã phát huy được tác dụng rất là tích cực. Chẳng hạn như là thủy điện Hội Na, chẳng hạn như là nhà máy bia Sabico, nhà máy bao bì Sabico, nhà máy bia Hà Nội, rồi nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử của Hàn Quốc và các một loạt các nhà máy khác thì đã tạo ra một nền tảng kinh tế và tạo ra sự đột phá trong vấn đề phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Vâng ạ. Vậy theo ông đánh giá thì những thành công nhất của các hội nghị trước là gì ạ? Những thành công nhất của các hội nghị trước thì theo chúng tôi là làm cho các nhà đầu tư hiểu hơn về môi trường đầu tư của Nghệ An và hiểu được cơ chế chính sách của Nghệ An, và cũng từ đó là tạo nên một truyền đạt một thông điệp là Đảng bộ, nhân dân, lãnh đạo của tỉnh Nghệ An là hết sức quan tâm đến đầu tư và khát vọng để tỉnh Nghệ An phát triển trở thành một tỉnh giàu mạnh, và các nhà đầu tư sẽ đến với Nghệ An phù hợp với điều kiện của địa bàn, phù hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh Nghệ An, từ đó tạo điều kiện để Nghệ An phát triển nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, như Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước đã vừa trao đổi, từ những cuộc gặp mặt đầu xuân như thế này, nhiều dự án đầu tư đã được ký kết, tô điểm thêm những nét chấm phá trên bức tranh đầu tư của xứ Nghệ. Và một điều quan trọng là từ sự lan tỏa của các hội nghị, nhiều dự án lớn đã được đầu tư và phát huy hiệu quả trên đất Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng điểm lại một số dự án trọng điểm trong thời gian qua. Trong số các dự án trọng điểm được triển khai trên mảnh đất xứ Nghệ từ năm 2009, phải kể đến dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa của tập đoàn TH. Tập đoàn TH là một trong những doanh nghiệp đã đưa công nghệ kỹ thuật cao về với những vùng nông thôn nghèo khó ở Nghệ An, sản xuất ra những loại thực phẩm sạch, có nguồn gốc thiên nhiên, đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Tính đến nay, về cơ bản, dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư thứ nhất vào đầu năm 2013, với giá trị đầu tư là 350 triệu đô la. Tổng quy mô đầu tư của dự án là 1,2 tỷ đô la trên tổng diện tích 37.000 ha. Với sự đầu tư táo bạo và đúng hướng, TH đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp sữa tươi sạch lớn ở Việt Nam. Điểm đáng chú ý, cùng với việc mở rộng sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tập đoàn TH luôn có chính sách ưu đãi cho lao động địa phương và áp dụng mức đãi ngộ cạnh tranh so với thị trường. Hiện số lao động tại tập đoàn là gần 1.000 người, trong đó số lao động địa phương có gần 800 người. Thu nhập bình quân của công nhân từ 3,5 triệu đồng một tháng trở lên. You have right now in Vietnam that you import a lot of milk and also milk products in the form of powder. And you want in very short time
Việt Nam hiện vẫn đang là một nước nhập khẩu quả sữa lớn. Việc chúng tôi triển khai dự án này sẽ đáp ứng đáng kể nhu cầu về sữa cho người dân Việt Nam. Với những con bò khỏe mạnh được nhập khẩu từ New Zealand, với quy trình chăn nuôi, chế biến sữa công nghệ cao của Israel, chúng tôi đảm bảo đưa ra thị trường loại sữa sạch, chất lượng hàng đầu. Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ có triển vọng. So that cows can produce much more milk. And all together, over 5-6 years, they can reach the level of production that supply. Đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh trong thời gian qua là các dự án đầu tư vào lĩnh vực bia rượu, nước giải khát. Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng Công ty Bia rượu, Nước giải khát Sài Gòn Sabeco được xây dựng với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 là 1.045 tỷ đồng. Công suất nhà máy đạt 100 triệu lít bia một năm và có thể mở rộng nâng công suất lên 200 triệu lít bia một năm. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn còn đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì Sabeco với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, bắt đầu khởi công từ năm 2007 và đi vào vận hành giữa năm 2009, bao gồm hai nhà máy sản xuất bao bì nhôm và bao bì giấy. Đây là một dự án triển khai nhanh, đầu tư máy móc nhà xưởng hiện đại, nên dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã có những hiệu quả rõ rệt. Dự án nhà máy bia Hà Nội Nghệ An thuộc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng với thiết bị công nghệ tiên tiến trong nước và nước ngoài. Công suất đồng bộ ở cả 3 dây chuyền là 50 triệu lít một năm. Sản lượng trong năm 2013 của công ty là 49 triệu lít, doanh thu 830 tỷ đồng, nộp ngân sách 331 tỷ đồng. Tổng cả 3 dự án đã đóng góp cho ngân sách tỉnh trên 1.000 tỷ đồng. Việc Sài Gòn Nghệ An làm địa điểm triển khai dự án đã được lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Hà Nội và lãnh đạo Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Nam đã bàn bạc và thống nhất cao. Thứ nhất là vì Nghệ An là tỉnh có dân số đông, sức mua khá lớn, nhất là các mặt hàng nước giải khát vì thời gian nắng nóng kéo dài. Thứ hai là nằm ở vị trí thuận lợi về hệ thống giao thông đường không, đường thủy, đường quốc lộ 1A chạy qua là điểm trung chuyển các mặt hàng theo tuyến Bắc Nam và Đông Tây. Thứ ba là chính sách kêu gọi ưu đãi đầu tư của tỉnh khá thông thoáng và phù hợp, lãnh đạo tỉnh quan tâm đến nhà đầu tư. Kế hoạch trong năm 2014 là công ty sẽ nâng công suất lên 100 triệu lít một năm và chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của và tạo điều kiện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành, các tổ chức, các hiệp hội và nhân dân. Ngoài các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư nước ngoài của Nhật Bản, Hàn Quốc là các dự án thu hút đông lao động địa phương. Tính đến nay, Hàn Quốc có 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nghệ An với số vốn đăng ký là 65 triệu đô la, sử dụng trên 10.000 lao động địa phương. Đứng đầu trong số các nước đầu tư vào Nghệ An về số lượng dự án và số lượng lao động, chủ yếu trong lĩnh vực chế biến khoáng sản, may mặc và sản xuất điện tử. Nổi bật là các dự án nhà máy may Hai Vina Kim Liên, nhà máy may Nam Sung Vina, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 1,1 tỷ đô la của Nhật Bản đã và đang triển khai. Mới đây nhất là dự án may mặc với nguồn vốn 100% của Nhật Bản tại huyện Yên Thành của công ty trách nhiệm hữu hạn MLB Tenoji được khởi công từ giữa năm 2012 trên diện tích 15.000 m2 tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, có tổng mức đầu tư là 3,75 triệu đô la. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, nhà máy đã đi vào hoạt động. Dự kiến sản lượng mỗi năm đạt 1,5 triệu sản phẩm. Qua một đối tác giới thiệu, chúng tôi tìm hiểu và thấy Nghệ An là một tỉnh có nguồn nhân lực rất dồi dào. Con người ở đây cần cù chịu khó và còn nhiều cơ hội cho chúng tôi đầu tư sản xuất. Vì thế, chúng tôi chọn Nghệ An là nơi để xây dựng nhà máy thứ hai sau Thái Bình. Sang năm, chúng tôi sẽ mở rộng thêm một nhà xưởng nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng để thu hút thêm nhà đầu tư, tỉnh nên cải thiện thủ tục hành chính và hạ tầng các khu công nghiệp cần được xây dựng đồng bộ hơn. Bên cạnh các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,
các dự án đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, các khu thương mại, đô thị mới, khách sạn, nhà hàng đã tạo nên vóc dáng hiện đại cho nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là thành phố Vinh. Nhiều tòa nhà có kiến trúc đẹp mắt, vững chãi như tòa nhà Vigrad Sentra của tập đoàn Eurowindow, tòa nhà dầu khí, tòa nhà Techco Tower, khách sạn Mường Thanh Sông Lam hay dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Sài Gòn Sky do công ty cổ phần xanh xứ thủy tinh Vina Seglat tại phường Đội Cung, thành phố Vinh. Có thể khẳng định, cùng với hàng loạt cơ chế chính sách thông thoáng, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận trong xã hội, Nghệ An đang nỗ lực hết mình và có những thành công đáng ghi nhận trong thu hút đầu tư. Thưa ông Hồ Đức Phước ạ, tiếp nối thành công của năm hội nghị trước thì đối với hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân Giáp Ngọ năm nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt mục tiêu và định hướng như thế nào cho các nội dung ký kết hợp tác đầu tư? Năm nay là một cái năm có thể nói là hết sức mới mẻ. Và năm đầu tiên chúng ta thực hiện nghị quyết 26 Bộ Chính trị về việc là phát định hướng và giải pháp để phát triển kinh tế Nghệ An, kinh tế xã hội Nghệ An đến năm 2020 thì phải đạt được cái mục tiêu cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp. Thứ hai là trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ trên 7 cái lĩnh vực. Và thứ ba nữa là trở thành một cái tỉnh khá của miền Bắc. Thế thì hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay chúng tôi triển khai đồng bộ các cái chương trình đề án mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, gồm có 20 chương trình đề án, và trong các cái đề án thì có các cái chuỗi dự án. Thế thì chúng tôi tập trung thu hút vào các cái lĩnh vực mà phù hợp với cái điều kiện của Nghệ An, và cũng đây là cái điều kiện mà để đảm bảo cho cái sự bứt phá, sự đột phá, sự tăng tốc của tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi xác định năm 2014 này là cũng là cái năm mà thực hiện 6 cái nhiệm vụ trọng tâm về tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội, thì trong đây và nhiệm vụ thu hút đầu tư là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đấy. Như ông đã nói thì chúng ta đang triển khai nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Theo ông thì hội nghị này có ý nghĩa như thế nào đối với việc thực hiện thành công nghị quyết ạ? Hội nghị này là một cái hội nghị mà thu hút cái nguồn lực của các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng các cái nguồn vốn đầu tư ngoài cái ngân sách nhà nước trong cái giai đoạn là khó khăn hiện nay. Thì để đầu tư phát triển các cái lĩnh vực như là công nghiệp, thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, công nghiệp, công nghệ cao và phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng. Thế thì với phù hợp với các cái quy mô đầu tư thì chúng tôi thu hút các cái đầu tư trong và ngoài nước để tập trung đầu tư vào những cái nhiệm vụ trọng tâm như trên. Chẳng hạn như về xây dựng cơ sở hạ tầng thì chúng tôi thực hiện cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các cái hình thức đầu tư, chẳng hạn như là đầu tư BOT, đầu tư PPP và đầu tư BT và các loại đầu tư khác. Thế thì như vậy là các nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Và sau cái Tết Nguyên đán này thì chúng tôi sẽ khởi công một loạt các cái công trình đầu tư theo hình thức BOT như hai cái hệ thống cầu vượt về qua quốc lộ 46 để lên Quế Bắc, cầu vượt của Yên Lý, mở rộng quốc lộ 7, mở rộng quốc lộ 15 và một loạt các cái công trình dự án khác. Hoặc là chẳng hạn các lĩnh vực phát triển như là bò sữa, rồi dược liệu ở miền Tây của Nghệ An gắn với các cái vùng nguyên liệu, rồi cao su và các cái công nghiệp, công nghệ cao để tập trung để mà thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xin cảm ơn ông đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đang về trong từng hơi thở của đất trời và lòng người. Trong không khí rạo rực của xuân mới, người dân xứ Nghệ đang háo hức đón chờ ngày hội đầu tư của năm nay để được đón nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về với Nghệ An. Với những kết quả đã đạt được qua 5 năm xúc tiến đầu tư, hy vọng rằng mùa xuân này sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, góp phần đưa Nghệ An phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của một tỉnh, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.